Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị khán giả, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 kết thúc. Chúng ta không chỉ tìm ra được chủ nhân của những danh hiệu cao quý mà còn được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị, và hãy cùng chúng tôi tiếp tục với mạch câu chuyện như vậy. Tại mỗi giải đua xe đạp hay ở bất cứ một giải đấu nào khác thì đã là một cua rơ, thì chiếc xe đạp không chỉ là một công cụ để thi đấu mà đôi khi còn là những người bạn nữa, nơi mà các cua rơ có thể gửi gắm những hy vọng và cả những tâm tình trong suốt một giải đấu hay thậm chí là trên những cung đường mà mình đã đi qua. Sau mỗi một chặng đua, chiếc xe đạp luôn được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, và bây giờ sẽ là một câu chuyện như vậy về tình bạn giữa cua rơ của đội Global Cycling Team Josh Cope với chiếc xe đạp của mình. Cứ sau mỗi chặng đua, Josh Cope lại đem xe ra lau chùi. Không biết ở nhà anh mất bao nhiêu thời gian để lau chùi xe, vì anh chàng này có tới 7 chiếc xe đạp. Thật đúng là một bộ sưu tập đồ sộ. Anh Josh này, sao anh lại có tới 7 chiếc xe đạp? Hay là mỗi một ngày trong tuần anh lại dùng một chiếc xe đạp khác nhau, thứ hai chiếc này, thứ ba chiếc khác? Thực ra mỗi chiếc xe có một công dụng khác nhau. Có chiếc tôi dùng để thi đấu, chiếc thì để đua cá nhân tính giờ. Tôi cũng có một chiếc xe đạp địa hình và một chiếc xe khác thì để đi làm. Josh Cope chưa kết hôn, chưa có bạn gái, và toàn bộ tình yêu của anh dành cho xe đạp. Điện thoại của Josh Cope đầy ắp những tấm hình xe đạp, và anh ngồi ngắm những chiếc xe của mình như một chàng trai si tình ngắm người yêu vậy. Từ hồi 3 tuổi, anh đã có một chiếc xe đạp, một chiếc xe ba bánh, tất nhiên. Nhưng giờ đây, anh đã có một bộ sưu tập xe đạp và phụ kiện các loại. Josh không phải là một tay đua chuyên nghiệp, vì nếu chỉ đua xe thôi thì không đủ sống. Nhưng ngay cả khi trở lại với nghề nghiệp chính thức của mình, thì anh cũng gắn bó với xe đạp. Tôi là một kỹ sư của hãng Shimano. Đó là một hãng lớn chuyên sản xuất các phụ tùng xe đạp. Tôi cũng biết hãng này, họ sản xuất hộp số xe đạp. Đúng. Hộp số, phanh và rất nhiều phụ tùng khác. Đó là nơi cung cấp cho tôi nguồn thu nhập chủ yếu. Và với số tiền kiếm được, tôi có thể nuôi dưỡng niềm đam mê đua xe của mình. Gắn bó với xe đạp từ nhỏ, sống ở một đất nước mà xe đạp được coi trọng hơn hẳn các loại phương tiện giao thông khác, ham mê xe đạp và làm việc trong một công ty sản xuất xe đạp, có vẻ như mọi con đường đã được định sẵn để Josh Cope trở thành một vận động viên đua xe đạp.